Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và câu chuyện này đã nói lên một cảm xúc rất là đau đớn và nghẹn ngào đối với một người mẹ. Đó là mẹ ra thăm bố con sau 49 ngày thì thấy một mảnh giấy cháy xém và bà đã ngã quỵ. Và tôi cũng mong đây là một câu chuyện đầy ý nghĩa để cô chú anh chị cùng lắng nghe, thưởng thức và thư giãn nhật ký sau những ngày làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị các bạn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến cũng như ủng hộ kênh cho tôi. Sau đây tôi kính mời cô chú anh chị cùng các bạn hãy lắng nghe chi tiết và theo dõi câu chuyện này. Thế mà hôm nay đã 49 ngày rồi, người bà muốn ở bên đã bỏ bà ra đi. Lại có những người muốn ở bên bà nhưng từng bị bà xua đuổi. Đôi mắt bà nhòe đi. 49 ngày mà ngỡ như mới ngày hôm qua. Đứng trước mộ con trai, bà vẫn còn bàng hoàng, chưa dám tin rằng đây là sự thật. Con trai bất hiếu, sao con nỡ để mẹ già một mình phải đưa tiễn con? Con trai của mẹ đồ bất hiếu. Bà không kìm được cảm xúc, nước mắt bà đã cạn, mà lòng thì vẫn đau như dao cắt. Con trai bà hơn một năm nay bỗng nhiên đổ bệnh. Đến lúc phát hiện ra bị ung thư dạ dày thì đã vào giai đoạn cuối. Đức cứ thế ra đi, mang theo tất cả kỳ vọng của bà đặt vào đứa con trai duy nhất còn chưa kịp lấy vợ sinh con. Lúc còn sống, con trai bà là đứa ưa sạch sẽ. Vì vậy khi nằm xuống chắc chắn nó cũng không muốn phần mộ của mình vướng bẩn. Nghĩ vậy bà đi vòng quanh mộ con nhặt rác. Bỗng nhiên, bà thấy chiếc phong bì cháy dở một góc. Bà mở ra xem, bên trong ngoài ra một lá thư còn có bức ảnh nhỏ rơi ra. Bà giật mình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó. Trời, đây chẳng phải con trai tôi còn lúc nhỏ hay sao? Đôi mắt người già như bà tuy không còn tinh anh, nhưng hình hài đứa con trai duy nhất của mình bà luôn luôn khắc ghi rõ mồn một. Sao lại giống đến thế? Là vầng trán ấy, đôi lông mày sâu róm, hai mắt ướt long lanh, chiếc sống mũi cao và đôi tay dày. Bà vuốt ve tấm ảnh và chợt khựng lại vài giây lúc đọc được những dòng chữ còn lại trên bức thư. Chồng xa nhớ. Thế là anh đã yên nghỉ thật rồi. Cái ngày mà em luôn sợ hãi cuối cùng cũng tới. Vì anh, em không khóc đâu. Em chỉ buồn một chút thôi, một chút thôi anh. Nhưng một chút ấy đủ để tim em vỡ vụn theo anh rồi. Đám tang của anh, em không thể đứng trước linh cữu mà khóc mà gào, mà gọi anh tỉnh dậy. Lý do là gì thì chúng ta đều hiểu, nhưng em chưa bao giờ trách mẹ anh. Em biết tất cả những điều bà làm cũng chỉ vì tốt cho anh. Vậy nên em sẽ không làm bà phật lòng. Em chỉ dám nhìn anh từ xa, cầu mong cho anh lên đường bình an. Ở trên thiên đường sẽ không còn những cơn đau hành hạ anh, không còn thuốc, không còn bệnh viện, không còn bác sĩ. Anh sẽ trở lại khỏe mạnh thôi, đúng không anh? Con trai chúng ta chào đời vào ngày 12 tháng 5 anh ạ. Lúc ấy anh đang nằm điều trị hóa chất rồi nhỉ? Em đã sinh con một mình, vất vả nhiều lắm anh ạ, đau khổ và buồn tủi. Nhưng khi vừa thấy con, em liền quên hết tất cả khổ ải đó. Em nhớ đến anh
và thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy, em đã mong con sẽ làm một phép màu cho anh khỏi bệnh. Nhưng ông trời đã an bài như vậy. Anh và em, chúng ta phải chấp nhận thôi. Em đã xin trời Phật để đốt cho anh tấm ảnh con trai chúng mình. Nó giống anh hệt như hai giọt nước. Con kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Giá như anh có thể một lần được ôm con vào lòng. Giá như gia đình chúng ta có thể có một ngày bên nhau. Cùng nắm tay đi dạo công viên. Anh sẽ cõng con trên bờ vai vững chắc của mình. Còn em sẽ lặng lẽ mỉm cười bên anh. Thật ra có một điều em luôn giấu anh. Đó là em đã biết anh bị khối u ác tính. Em đã giữ bí mật đó cho riêng mình và âm thầm xin anh một đứa con. Em xin lỗi chỉ vì sợ anh đau lòng. Anh yên nghỉ, đừng lo lắng gì cho mẹ con em. Em sẽ vì anh mà sống thật tốt để nuôi dạy con trai chúng ta mai sau trở thành người đàn ông giỏi giang và ấm áp như anh vậy đó. Đọc đến đây, bà lặng cả người, phần còn lại đã cháy hết mất một góc. Có lẽ cô gái ấy thấy bóng bà đi tới nên vội vàng bỏ đi. Đến vàng cũng chưa hóa hết. Nhưng chỉ thế cũng đủ để bà hiểu lá thư này là của ai. Đủ để bà hiểu ra một số chuyện không thể cứu vãn mà chính một tay bà trực tiếp gây nên. Hiểu rồi, bà không còn đứng vững được nữa. Đôi chân ngã quỵ và cứ thế bà ôm lấy một con trai mà khóc. Trước đây, Đức và Hằng yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm. Đức là công tử của một nhà gia đình đại gia giàu có. Bố anh có một công ty riêng, còn mẹ anh thì kinh doanh một chuỗi thẩm mỹ viện. Tuy vậy, anh không phải kẻ phá gia chi tử như những đứa con nhà giàu khác. Đức chăm lo học hành và sống rất là giản dị. Có lẽ vì vậy mà một cô gái nhà quê hiền lành chân phương như Hằng lọt vào mắt xanh của anh. Họ yêu nhau suốt 4 năm, trải qua mọi cung bậc cảm xúc và luôn bên nhau, cả lúc vui lẫn buồn. Anh, em có thai rồi. Gương mặt Hằng mệt mỏi, không biết đang vui hay là buồn. Em có rồi. Đức đứng dậy khỏi giường, tiến đến bên Hằng. Vâng, có rồi. Hằng cúi mặt. Thế thì anh sẽ xin mẹ cưới em. Chúng ta cưới nhau em nhé. Đức vừa nói vừa cười, giang vòng tay ôm lấy người yêu và lắc lư với tâm trạng rất là phấn khởi. Mẹ anh chắc sẽ vui lắm. Thật không? Đương nhiên rồi. Mẹ đang mong có cháu đích tôn mà. Nói xong, anh lại chiết tay ôm chặt người yêu. Cái gì? Có thai á? Con Hằng nhà quê đó á? Mẹ Đức với gương mặt ngỡ ngàng nhìn con trai. Mẹ cho chúng con cưới nhau nhé. Đừng hòng. Con dâu mẹ không bao giờ là con bé nhà quê. Bố lại từng đi tù. Không bao giờ mẹ chấp nhận. Sao mẹ biết? Mày đừng tưởng mày yêu ai mấy năm nay mẹ không biết. Mẹ đã theo dõi tìm hiểu hết rồi. Cô gái đó nhất định không thể làm vợ mày. Mẹ, nhưng con đã nói cô ấy có thai rồi mà. Mẹ không nhận cháu sao? Con ơi là con dại lắm. Cái thai đó thật hay giả, là của mày hay là của ai? Đâu ai chắc được. Bố nó từng là tội phạm mà. Nhà nó có gì không dám làm đâu. Đứa cháu đó tôi không dám nhận. Con gái thời nay tôi hiểu quá mà. Thấy trai đẹp nhà giàu là lao vào bất chấp. Mẹ, Hằng không phải người như thế. Chúng con yêu nhau, thương nhau thật lòng. Con đã từng nói rồi. Không cần nói nữa. Không bao giờ có chuyện cưới xin ở đây. Bà hằn học đi về phía phòng, không để Đức có cơ hội nói thêm câu nào nữa. Suốt từ ngày đó, hai mẹ con Đức như nước với lửa, cứ gặp nhau là to tiếng. Mỗi khi Đức nhắc về đám cưới, bà lại dọa tuyệt thực, dọa chết. Vì thế, Đức không dám cãi lại lời mẹ. Nhưng anh cũng không thể nào bỏ Hằng. Một hôm, mẹ Đức tìm mọi cách lấy được số điện thoại của Hằng. Bà gọi cho cô vào buổi trưa khi mà chắc chắn Đức đang ở công ty. Alo ạ, cô là Hằng đúng không? Vâng, là cháu. Xin hỏi ai vậy ạ?
Tôi là mẹ của thằng Đức đây. Tôi muốn gặp cô một lát. Bà hẹn cô ra một quán cà phê nhỏ. Hằng vừa bước vào, bà đã ngồi sẵn ở đó với gương mặt nghiêm nghị có phần hung dữ. Vào luôn vấn đề nhé. Cô có thai với thằng Đức rồi? Dạ, vâng ạ. Hằng lý nhí trả lời. Cô nói thế thì biết thế, mà cô cũng giỏi lừa trai đấy. Cháu không phải thế ạ. Còn gì để nói nữa, lời của con một kẻ tội phạm, cô bảo tôi tin làm sao đây? Bác, thôi đừng ở đây giả ngây thơ nữa, cầm lấy và đi giải quyết cái thai đi. Bà nói rồi vứt ra bàn một chiếc phong bì rất là dày. 50 triệu đủ không, hay còn chê ít? Cháu không cần tiền ạ. Có lẽ bác hiểu nhầm cháu rồi, cháu và anh Đức yêu nhau thật lòng. Hằng lúng cuống giải thích với hai hàng nước mắt. Một người như cô không vì tiền thì vì cái gì? Bố cô đi tù chẳng phải cũng vì tiền sao? Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Nếu cô không giải quyết cái thai, tôi sẽ dọa chết để xem thằng Đức nó sẽ chọn ai. Bác ơi, cháu xin bác. Hằng nắm lấy tay mẹ người yêu, nhưng bà phũ phàng phẩy ra. Tốt nhất cô đừng có đụng chạm liên quan gì đến gia đình tôi. Nói rồi bà bỏ đi thẳng, để lại Hằng một mình với nỗi đau ê chề. Sau hôm đó, tất cả diễn ra theo đúng ý muốn của mẹ Đức. Trong khi bà đang rất thỏa mãn thì con trai bà tàn tạ như một cái xác không hồn khi bạch tâm tin tức của người yêu. Anh đổ bệnh. Bác sĩ nói bệnh ung thư dạ dày của anh đã vào giai đoạn cuối. Tin ấy như sét đánh ngang tai mẹ Đức. Bà khóc ròng suốt ngày đêm. Còn Đức, hình như anh rất bình thản. Con ơi, mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con, nhất định con sẽ khỏi bệnh. Mẹ, không cần vất vả đâu. Con đã biết bệnh tình của mình từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều con không muốn làm mẹ lo lắng. Con nói gì? Sao lại như thế được? Tại sao con nỡ giống mẹ? Vì con cứ nghĩ chỉ là u lành, con sẽ khỏe mạnh một thời gian dài nữa khi có cô ấy bên cạnh. Nhưng giờ cô ta cũng biết con bị ung thư sao? Biết ạ, cô ấy luôn âm thầm chăm sóc con. Chúng con đã cùng bên nhau điều trị suốt một quãng thời gian dài, và con đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt lên. Sao con không nói sớm với mẹ? Con đã không ngờ tất cả mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như thế. Thế mà hôm nay đã 49 ngày rồi. Người bà muốn ở bên đã bỏ bà ra đi. Lại có những người muốn ở bên bà nhưng từng bị bà xua đuổi. Đôi mắt bà nhòe đi, rời khỏi nghĩa trang. Việc đầu tiên bà làm là gọi điện cho cô gái mà bà đã ra sức ghét bỏ, nhưng lại yêu thương con trai bà thật lòng và sâu sắc như thế. Bà biết vì bà, cô gái đó đã phải chịu nhiều tổn thương, nhưng bà tin bà có thể bù đắp được phần nào cho Hằng và cho cả đứa cháu máu mủ của bà. Vâng, thưa cô chú anh chị, một câu chuyện đầy cảm xúc. Mong cô chú anh chị lắng nghe và bình luận câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.